Một người nuôi 6 con chim cánh cụt thì sẽ có trải nghiệm như thế nào nhỉ? Bạn có thể dạy bọn chúng nhảy múa, cùng nhau chơi đá bóng, thậm chí chúng có thể đánh thức bạn dậy. Ngoài việc là trong nhà có chút lạnh lẽo, thì dường như cũng coi như là có một trải nghiệm tuyệt vời. Papa là một người nhiệt tình trong công việc, chỉ cần anh ra tay thì không có hợp đồng nào không bàn được. Nhưng cũng chính vì thế mà anh ít dành thời gian cho gia đình, dẫn đến anh và vợ ly hôn, cũng không cách nào nói chuyện được với các con. Bọn trẻ thậm chí còn không muốn trải qua ngày cuối tuần cùng bố. Nhưng tất cả thay đổi sau khi anh nhận được một thùng bưu kiện. Đó là tài sản mà người bố anh để lại. Không giống như bình thường, bố anh để lại cho anh một con chim cánh cụt. Papa bế con chim cánh cụt lên, xem xét tỉ mỉ, không biết phải làm sao. Chim cánh cụt thì đã tặng cho anh một món quà gặp mặt đầy mùi hương. Papa vội đi gặp khách hàng nên đành thả chú chim ở trong bồn tắm. Không giống như trước đây, anh luôn luôn may mắn trong công việc. Lần này anh đã chịu thua bởi một bà lão. Bà lão không đồng ý với kế hoạch thu mua của anh. Anh chỉ có thể tức giận quay về căn hộ. Khi anh vừa tắt điện thoại, mở cửa ra, Papa cố gắng không để mình rơi xuống. Nhưng chú chim không có ý định bỏ qua cho anh, tấn công một tràng, khiến anh mất đi năng lực chống đỡ cuối cùng. Papa bị giày vò muốn điên lên, cuối cùng thì nằm ngủ mơ màng trên ghế sofa. Chúng ta đều nhớ trong tiếng kêu của thú cưng cùng tiếng chuông báo thức đã đánh thức chúng ta như thế nào. Nhưng chuông đồng hồ báo thức chim cánh cụt còn hiệu quả hơn thế nữa. Papa rất tức giận liền đuổi chú chim đi. Anh mở cửa phòng, nhưng chú chim vẫn đứng im bất động. Cuộc sống tốt đẹp của chúng ta vừa mới bắt đầu mà. Anh muốn đuổi tôi đi ư? Papa đem nước ở bình hoa hắt lên nền nhà, một động tác ném bowling thật chuẩn, cả thế giới đều sạch bóng. Khi Papa vừa trấn tĩnh lại tinh thần thì nhân viên bảo vệ căn hộ chung cư đã giáng cho anh một đòn. Thưa ngài, thú cưng của ngài đi lạc này, tôi đã bắt nó về đây. Papa đương nhiên là không chịu nhận, nhưng thật tiếc là kỹ thuật bây giờ quá hiện đại, máy giám sát 360 độ không một góc chết nào khiến cho Papa không cách nào chối cãi. Anh gọi khắp các cơ quan chức năng có liên quan nhưng không có ai thu nhận chim cánh cụt. Không còn cách nào, anh điện thoại cho nhân viên giao hàng nhưng toàn là không có tín hiệu. Vốn dĩ muốn đưa một chú đi thì biến thành đem về thêm 5 chú chim, khiến cho Papa cảm thấy cả thế giới này như đang sụp đổ. Điều đáng mừng là bọn trẻ rất thích chim cánh cụt. Papa nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của bọn trẻ nên đã đồng ý giữ lại bọn chúng. Sau đó bọn trẻ vui vẻ rời đi. Nhưng Papa thì gặp rắc rối lớn rồi. Anh phải đi làm. Bà khách lần trước sẽ đi tham gia buổi tiệc, anh cũng chuẩn bị làm một cú chót. Nhưng bầy chim này thì tính sao? Lần trước suýt nữa thì dỡ hết cả căn nhà. Trong lúc vô tình, anh phát hiện bầy chim rất thích xem phim hài của Sắc Lô. Thế là anh nảy ra kế hoạch. Anh tìm một người bảo mẫu, rồi nói với bà chỉ cần mở TV, bọn chúng sẽ rất nghe lời và nhất định không được đổi kênh. Nhưng kết quả lại là một bi kịch. Đàn chim cánh cụt tông cửa chạy ra ngoài. Sau đó thì dùng khứu giác nhẹ như chó của mình đi tìm Papa. Trong buổi tiệc đang tràn đầy sự tao nhã lịch lãm, phút chốc hóa thành một thế giới ở địa cực, trượt trên nước, rồi bay lượn trên không trung khiến cho Papa xấu hổ vô cùng. Anh đành phải dẫn bầy chim nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Bầy chim mang lại cho Papa rất nhiều chuyện phiền phức, nhưng cũng đã kéo anh xích lại gần với bọn trẻ hơn. Vì để dỗ dành bọn trẻ vui vẻ, Papa đã biến căn nhà của mình thành thế giới băng tuyết, còn nhảy múa với bọn chúng, đá bóng, rảnh rỗi thì dắt bọn chúng đi dạo. Quả thực là một thế giới thú cưng đầy hấp dẫn. 6 con chim thì nhất định là có con được con cái. Không quá bất ngờ khi có một chú chim đẻ trứng. Điều này khiến cho Papa từ nhỏ đã thiếu hơi ấm gia đình cảm thấy rất là say mê. Anh hàng ngày không ra khỏi cửa mà ở trong nhà canh trứng chim. Nhưng do không đủ kinh nghiệm chăm sóc, cuối cùng quả trứng đó vẫn không nở ra được khiến cho Papa rất là đau lòng. Lúc này giám đốc sở thú tìm đến anh. Ông ta nói với Papa, chim cánh cụt cần có sự chăm sóc của một đội ngũ chuyên nghiệp, bọn chúng ở đây sẽ không phát triển được. Papa cảm thấy không phục, anh nói mình có thể dành hết tình yêu cho chúng. Vị giám đốc kia không thèm nói gì lấy ra một con cá mòi. Tất cả chim cánh cụt đều quây quanh ông ấy. Điều đó khiến cho Papa hiểu rằng động vật và con người cũng giống nhau. Lấy thức ăn để nói chuyện tình cảm thì thật là đáng cười. Thế là anh đưa bầy chim cánh cụt cho ông ta và trở về tiếp tục công việc. Bà khách mà cả hai lần anh đều thất bại, đang chuẩn bị mở cuộc họp báo và mời toàn bộ người trong công ty anh đến tham dự. Hình như có chuyện quan trọng cần công bố. Bọn trẻ sau khi biết tin anh đưa bầy chim đi thì vô cùng thất vọng. Papa nhìn thấy dáng vẻ đau buồn của bọn trẻ, rồi anh nhớ lại những ngày sống chung với bầy chim, khiến cho anh quyết định đưa bọn trẻ đến sở thú với mục đích là để đón bầy chim cánh cụt về. Nhưng vị giám đốc đó lại nói với anh rằng bầy chim cánh cụt đã được đưa đi các nơi khác. Papa nhận ra rằng mình đã bị lừa nên rất tức giận với ông ta. Khi bọn họ đang tranh cãi không ngừng, bầy chim cánh cụt lại xuất hiện. Cả nhà dùng mưa dắt bầy chim cánh cụt đi ra để thực hiện kế hoạch đào tẩu. Nhưng có chú chim có lẽ đã xem quá nhiều phim hài Sắc Lô nên đi lại không được bình thường. Sau một hồi lộn nhào thì chú đã lạc đàn, trên người còn mang một con diều. Papa thì không đếm kỹ số lượng nên chỉ thành công dẫn 5 chú chim lên xe. Khi anh đang diễu võ dương oai với người giám đốc sở thú thì chú chim lạc đàn đã leo lên nóc nhà, rồi rơi xuống như vận động viên thể dục tự do, khiến cho mọi người đều không dám nhìn. Nhưng cánh diều trên thân của chú ta mở ra, một bộ môn thể dục mới mẻ đã ra đời. Không những thế, chú ta còn dẫn đường. Papa dẫn bầy chim cánh cụt đến buổi họp báo, vị giám đốc cũng đuổi theo đến.
nhưng lần này khi ông ta lấy cá mỏi ra, quả nhiên bầy chim nhìn thấy cá thì hai mắt sáng rực, nhưng bọn chúng vẫn chạy đến bên Pepper. Sự vĩ đại của tình yêu vẫn chiến thắng sự cám dỗ của thức ăn. Bà khách đã giao nhà hàng lại cho Pepper, bởi vì sự lương thiện của anh, tình yêu của anh khiến cho bà lão cảm động. Pepper cũng không hề cải tạo lại nhà hàng, bởi vì đây là nơi trước kia bố anh mỗi lần về nhà đều dẫn anh đến, cũng là nơi đã vô số lần khiến anh cảm thấy sự ấm áp của gia đình. Cuối cùng cả nhà Pepper vẫn đưa bầy chim về Nam Cực, bởi vì họ biết rằng nơi đây mới chính là nhà của chim cánh cụt, là bầu trời tự do của chúng. Chỉ có gia đình mới tràn đầy tình yêu thương, cũng chỉ có gia đình mới là bến cảng mà bạn cần phải quay về.